Nhật Tấn xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh Lữ Tài của mình. Mình tên là Nhật Tấn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị bài tiếp theo. Thì cái bài trước thì chúng ta đã nói về phong thủy hiện không phi tinh của cái nhà hướng hướng Bắc trong năm 2022 là có vận thới như thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói nhà hướng Đông, coi thử trong năm 2022 này nhà hướng Đông có vận thới như thế nào. Mời tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng theo dõi nhé. Thì các quý vị cũng biết trong năm 2022 này Ngũ Hoàng Đại Sát nhập về Trung Cung, cho nên tất cả các gia chủ nào mà muốn xây nhà thì cần phải trấn trạch cho thiệt là kỹ rồi mới được xây nhà. Tại vì Ngũ Hoàng Đại Sát nó rất là hung, nó sẽ gây tai họa đến cho gia đình của chúng ta sau này, cho nên là rất là nguy hiểm. Nếu các quý vị nào muốn động thổ xây nhà trong năm 2022 cần phải liên hệ với tôi hoặc là liên hệ với tất cả các nhà phong thủy khác để người ta sẽ hướng dẫn cho tất cả các quý vị cách mà để cho các quý vị trấn trạch, là trấn trạch khi mà chúng ta muốn động thổ đó. Thì mỗi mỗi nhà phong thủy thì sẽ có mỗi cái phương án và mỗi cái cách thức mà trấn yểm khác nhau đó. Và hôm nay thì Hạnh Nhật Tấn sẽ nói cái điều này cho tất cả các quý vị để tất cả các quý vị nào mà muốn xây nhà trong năm 2022 thì cần nên cẩn thận. Tại vì trong chính giữa nhà, tức là mình gọi là chung cung, là chính giờ nhà là Ngũ Hoàng Đại Sát nó bay dời, tức là nó bay vào ngay chính giữa nhà. Mà Ngũ Hoàng Đại Sát thì không nên động, một khi động là tai họa sẽ ập đến, cho nên là rất là hung đó. Khi chúng ta động thổ trong năm 2022 chúng ta cần phải cẩn thận, trấn trạch cho thiệt là kỹ càng và trấn trạch cho thiệt là vững vàng, rồi sau đó chúng ta mới xây nhà. Dạ. Thì trong năm 2022 này Ngũ Hoàng Đại Sát nhập dời Trung Cung thì tất cả các hướng đều trở về cái bản nguyên thủy của nó, tức là hướng Bắc thì là số 1, thì đương nhiên hướng Đông nó sẽ là con số 3. Số 3 tức là Tam Bích. Tam Bích là chủ về tai tiếng thị phi, tranh chấp kiện tụng, đó là con số 3 cực kỳ xấu các quý vị. Và không những chỉ có Tam Bích mà còn có Thái Dương, có sao Thái Dương, có sao Thiên Ác Quý Nhân bay dời và sao Đào Hoa bay dời hướng Đông trong năm 2022. Nhất là Đào Hoa mà nó cộng với Tam Bích thì nó sẽ gây ra tai tiếng thị phi liên quan đến tình yêu trai gái đó. Và một là gia đình sẽ bị đổ vỡ, hoặc là gia đình sẽ bị mang tiếng, hoặc là gia đình sẽ bị gây gổ cho cái việc ghen tuông đó, là cái tượng trưng cho ngôi sao Tam Bích cho cái nhà hướng Đông trong năm 2022 này. Trong đó có ba ký tinh, đó là Thiên Ác Quý Nhân, tức là sẽ có người phù trợ là Thiên Ác Quý Nhân, Đào Hoa là vượng về tình yêu đó, và Thái Dương là vượng về công danh sự nghiệp. Cho nên là ba ba cái kiết tinh này nó sẽ trợ lực cho ngôi nhà hướng Đông đó, là phát triển trong năm 2022. Cho nên chúng ta muốn phát triển cho cực mạnh thì chúng ta cần phải diệt cái thằng Tam Bích đi đó. Nếu chúng ta không biết cách diệt trừ Tam Bích thì cái khi mà chúng ta làm ăn có lên thì nó sẽ xảy ra những cái mâu thuẫn trong công việc và những cái mâu thuẫn giữa gia đình, giữa vợ và chồng. À, giờ thành ra là ghen tuông, rồi gây gổ, rồi có thể là gia tòa kiện tụng, rồi đủ thứ mọi mọi việc nó sẽ xảy ra và nó sẽ ảnh hưởng đến cái tài vận của chúng ta, ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Cho nên á, là chúng ta cần phải giải Tam Bích, muốn tốt trong năm 2022 cần phải giải Tam Bích đi, đó là nhà hướng Đông. Và cách giải Tam Bích chỉ có một cách duy nhất, đó là chúng ta hãy dùng hồ lô ngọc bích. À, hồ lô ngọc bích các vị, đó là cái hồ lô màu đỏ, và chúng ta cũng có thể dùng hồ lô ngọc bích màu xanh đó.
nhưng mà màu đỏ thì nó sẽ có tác dụng mạnh hơn là màu xanh, tại vì á màu đỏ nó thuộc về hỏa, tam bích là mộc, mộc xanh hỏa, một khi nó xanh ra nó sẽ bị yếu đi đó. Chúng ta muốn diệt trừ tam bích cần phải có hỏa, hoặc là nhà chúng ta phải treo thảm đỏ đó, lót thảm đỏ hoặc là treo màn đỏ đó để cho giải trừ cái tam bích đó, hoặc là chúng ta sẽ treo hồ lô ngọc bích màu đỏ đó, nên nhớ nha quý vị. Còn nếu không có ngọc bích màu đỏ, chúng ta treo cái hồ lô ngọc bích màu xanh vẫn được các quý vị, bởi vì viên đá ngọc bích á, bởi vì viên đá ngọc bích là ngũ hành của nó thuộc hỏa. Các vị cần lưu ý là những viên đá nó đều có ngũ hành của nó chứ không phải nhìn vào màu màu sắc à. Ví dụ như san hô, đá san hô mình gọi là nó thuộc thủy, hoặc là đá ngọc trai, ngọc trai với ngọc trai mình cũng gọi nó thuộc thủy à. Giờ còn mà đá thạch anh mình gọi nó là thuộc kim à. Kim kim này là kim phá thổ, cho nên á là khi mà thường á người ta dùng đá thạch anh để đi trấn trạch á, trấn thổ đó các vị, để giảm bớt cái lực sát thương của thổ đó. Tức là nếu mà một khi mà thổ mà bị cái gì đó, đất của chúng ta bị cái gì đó mà nó cực kỳ xấu, hoặc là có sao ngũ hoàng, hoặc là có cái sao gì đó nó bay đến thành ra cái hướng đó đất nó xấu, thì chúng ta chỉ cần lấy thạch anh chúng ta bỏ vào thì nó sẽ hóa giải được cái khí đó. Đó là thạch anh nó thuộc thuộc kim, và những cái viên đá khác nó đều có cái ngũ hành riêng của nó. Ví dụ như là đá mắt hổ thì nó thuộc thuộc mộc đó, thì cho nên khi mà chúng ta phối đá chúng ta cần phải biết ngũ hành của nó để chúng ta phối và dùng ngũ hành nó để chúng ta hóa giải thì nó rất là hay các quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lựng từng tháng của cái nhà hướng đông nha các quý vị. Vào tháng giêng thì nhị hắc nhập trung cung, cho nên tại hướng đông là ngôi sao cửu tử bay về đó, mà cửu tử thì nó thuộc hỏa, gặp sao tam bích nó thuộc mộc, mộc sanh hỏa, cho nên sẽ làm cái khí của tam bích nó yếu đi đó. Và ngôi sao số 9 là ngôi sao cửu tử lại là một kiết tinh đó, cho nên khi mà được sanh thì rất là tốt, và nó bay vào cái cửa nhà của chúng ta thì cực kỳ tốt, thì trong cái tháng giêng nhà hướng đông là cực kỳ tốt các quý vị đó. Rồi đến tháng 2 thì ngôi sao nhất bạch nhập trung cung, thì tại hướng đông là ngôi sao bát bạch à, bát bạch là con số 8 đó các quý vị, và ngôi sao số 8 là ngôi sao vượng khí lại bay về ngay tại hướng đông, mà nó lại là thuộc thổ, gặp tam bích nó thuộc mộc, mộc khắc thổ, cho nên khắc đi cái vượng khí của căn nhà sẽ làm cho gia đình của chúng ta hay bị bệnh giặc đó, và sẽ có thể bị hao tài tốn của trong cái tháng 2, và có thể bị hụt tài các quý vị đó. Đến tháng 3 thì ngôi sao cửu tử lại nhập trung cung, thì tại hướng đông là ngôi sao thát xích cực kỳ là hung đó, nó bay về hướng đông thì thát xích thì nó chủ về tai nạn, chủ về tai họa bất ngờ, tai nạn rồi chủ về dịch bệnh đó, cho nên chúng ta cần phải lưu ý cái ngôi sao số 7 này ngay tại hướng đông trong năm 2022 đó, là vào tháng 3 nó sẽ bay về, cho nên á, là nhà hướng đông vào tháng 3 chúng ta cần phải giải trừ ngôi sao thắc xích này, dùng một thau nước sạch, dùng một thau nước sạch để ở ngoài cửa khi chúng ta ngủ canh tối đó, chúng ta đóng cửa lại, chúng ta để một cái thau nước ở ngoài cửa là thau nước đầy mà sạch nha, để ngoài cửa để cho nó hút đi cái khí của thắc xích đó, giờ mai sáng mình mở ra mình đổ đó, thì cái thau nước đấy nó sẽ hút đi cái khí lực của thắc xích, làm cho thắc xích nó sẽ yếu đi và nó tự động nó sẽ bị tiêu diệt thôi đó, nên nhớ nha các quý vị. Và đến tháng 4 thì ngôi sao bát bạch lại bay về trung cung, thì tại hướng đông thì là ngôi sao lục bạch, lục bạch là con số 6, con số 6 này nó bay đến nó là thuộc kim, kim thì lại khắc mộc, khắc mộc là con số tam bích đó các quý vị, nó khắc mộc thì khi nó khắc thì nó sẽ sanh ra là tranh cãi kiện tụng
tranh đấu trong sự nghiệp, trong nghề nghiệp của chúng ta. Mà nó cũng như con số 7, chúng ta càng hóa giải thì chúng ta vẫn dùng một thao nước cả để ngồi cửa, tại vì là con số 6 này nó thuộc kim, cho nên chúng ta cần dùng thao nước để hóa giải cái con số 6 này. Đó là để nó không khắc tam bích. Đó, tuy rằng tam bích là một hung tinh, nhưng thà rằng để nó xanh chứ đừng để nó khắc, hoặc là đừng để nó bị khắc, là gọi là nó bị tranh đấu, giao nhau tranh đấu thì rất là hung các quý vị. Và đến tháng 5 thì ngôi sao thứ 7 tức là Thất Xích nhập trung cung, thì ngôi sao số 5 là Ngũ Hoàng Đại Sát bay về hướng đông. Ngũ Hoàng Đại Sát thuộc thổ nhưng lại bị tam bích là nó khắc chới, cho nên là sẽ gây ra tai họa rồi tai tiếng thị phi, có thể tranh cãi, có thể là đấu đá rất là dữ dội đó, cho nên là cần phải cẩn thận. Vậy là từ tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 là điều xấu cả các vị. Nếu mà các vị không hóa giải thì những cái tháng này cực kỳ xấu, xấu về là tai tiếng thị phi, tranh cãi kiện tụng, có thể gia tò đó. Nên nhớ nha các vị, cần lưu ý, cần phải dùng cái hồ lô ngọc bích để hóa giải, còn nếu không là khó tránh khỏi cái tai họa này. Đến tháng 6 thì ngôi sao lục bạch lại bay về trung cung, thì ngôi sao tứ lục lại bay ra hướng đông. Các vị nên nhớ là ngôi sao tứ lục nó tượng trưng cho sự học vấn, cho sự thăng tiến, có cái sự mà phát triển đó, cho nên không không những là nó nói về chuyện học vấn, nhưng mà nó nói về là những cái chuyện mà thăng tiến bất cứ một công việc gì liên quan tới não hoặc là cái công việc của chúng ta, mà có ngôi sao tứ lục này bây giờ thì vẫn thăng tiến bình thường, dù rằng là nghề nghiệp của chúng ta không liên quan tới cái việc học vấn nhưng vẫn phát triển. Có nhiều người thì cứ nghĩ là con số 4 này chỉ tốt cho cái việc học vấn thôi, còn tất cả các công việc khác nó không tốt. Không phải cái việc, nó tốt cho tất cả các công việc. Nó là vua thăng tiến, ý nghĩa của nó là thăng tiến, tiến lên và thành công đó, hoặc là vượt lên đó, thì là con số 4 rất là tốt quý vị. Con số 4 nó thuộc mộc, nó bay về hướng đông, thì ngôi sao tam bích cũng là mộc, và mộc sanh mộc, cho nên là cái hướng đông cực kỳ tốt trong cái tháng 6 năm 2022 đó, nên nhớ các vị. Còn mà nói về đường học vấn đồ á, là nó tốt thứ nhất, còn nếu nghề nghiệp thì nó sẽ thăng tiến đó, sẽ phát triển đó, nên nhớ nha các vị. Và vào tháng 7 thì ngôi sao ngũ hoàng nhập trung cung, thì lại con số 3 tức là tam bích nó bây giờ hướng đông. Hướng đông đã có tam bích, bây giờ có thêm một cái tam bích nữa, thì các quý vị cũng đã biết rằng là tam bích là nó rất là hung, hung về tai tiếng thị phi, tranh cãi kiện tụng, có thể gia tò. Thì khi nó mà nó nhân đôi lên thì các vị cũng biết cực kỳ xấu. Các vị cần phải có ngọc bích, các vị cần phải có hồ lô ngọc bích để hóa giải, còn nếu không thì khó mà thoát qua được cái tháng này đó. Và đến tháng 8 thì ngôi sao tứ lục nhập trung cung, thì ngôi sao nhị hắc lại bây giờ hướng đông, gặp sao tam bích. Nhị hắc thuộc thổ mà tam bích thì thuộc mộc, mộc khắc thổ, cho nên là sẽ gây ra những cái chuyện tranh đấu, tranh đấu rất là dữ dội đó, là tháng này là tháng cực kỳ xấu. Rồi đến qua tháng 9 thì ngôi sao tam bích lại bay vào trung cung, và ngôi sao số 1 là nhất bạch lại bay về hướng đông. Ngôi sao nhất bạch là một ký tinh nhưng lại sanh cho hung tinh, tức là ngôi sao nhất bạch là thuộc thủy, tam bích là thuộc mộc, mà thủy này là thủy tốt mà lại sanh cho hung tinh, cho nên là cái việc tốt nó sẽ mất đi mà cái việc xấu nó sẽ tăng lên. Cái việc xấu tức là cái tam bích nó mạnh lên đó, nên nhớ nha quý vị, là trong cái tháng tháng 9. Và đến tháng 10, ngôi sao nhị hắc bay về trung cung, và ngôi sao cửu tử lại bay về hướng đông. Còn tam bích thuộc mộc, mộc sanh hỏa, cho nên sẽ giảm được khí lực của tam bích, thì nó sẽ xấu đi, và cái tháng này là tháng bình yên, không còn tranh chấp nữa đó, và sẽ là một cái tháng tốt, là cái tháng tháng 10. Đến tháng 11 là nhất bạch nhập trung cung, và ngôi sao số 8 là bát bạch bây giờ hướng đông. Bát bạch là một kiết tinh nhưng lại bị tam bích là một hung tinh, tức là tam bích là mộc mà bát bạch lại là thổ, tức là mộc khắc thổ, cho nên cái xấu nó khắc cái tốt, cho nên cái tốt không phát huy được cái tốt, cho nên trở thành cái xấu luôn, là có sự tranh chấp
Thì tại vì ngôi sao tam bích là ngôi sao tranh chấp kiện tụng thị phi, cho nên một khi là nó xấu hoặc nó tốt gì nó cũng liên quan tới tới cái việc thị phi và tranh chấp hết. Và đến tháng 12 thì ngôi sao Cửu Tử bay dời trung cung, thì hướng đông là có Thất Xích bay dời. Thất Xích là kim đó, nhưng tam bích thuộc mộc, kim khắc mộc, cho nên là cực kỳ xấu, sẽ có sự tranh đấu. Cho nên là cái tháng 12 cho cái nhà hướng đông năm 2022 cực kỳ xấu. Tức là nhà hướng đông trong năm 2022 nói về tài vận thì rất là tốt, tại vì có là Thái Dương, Thiên Ất Quý Nhân và Đào Hoa Chiếu, cho nên là rất là tốt về cái mặt là tiền bạc. Nhưng mà còn mà nói về chuyện tình cảm trong gia đình hoặc là chuyện tình cảm ngoài xã hội thì rất là xấu, tại vì có sao tam bích nó phá đó, thì những cái mối quan hệ của mình sẽ trở thành kẻ thù vì cái ngôi sao tam bích. Cho nên chúng ta cần phải hóa giải ngôi sao tam bích để cho việc công ăn việc làm của mình, để cho đối tác của mình nó làm ăn với mình bền vững hơn đó, nên nhớ nha các vị. Rồi coi như là xem phong thủy trong nhà hướng đông trong năm 2022 đến đây cũng đã hết rồi. Hạnh Nhật Tấn xin được khép video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, tất cả các anh chị ở những video sau. Hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh cho mình để kênh của mình một ngày một phát triển mạnh lên, để Hạnh Nhật Tấn có nhiều niềm vui hơn, có nhiều tư duy hơn để sản xuất ra thật nhiều video hay hơn và bổ ích hơn nữa để cống hiến và chia sẻ lên cho tất cả các quý vị và tất cả các anh chị. Rồi, chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các anh chị nha. Chào.